Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời se lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 28 ngày 29 tháng 4 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ C. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.